Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều ngày 3 tháng 1, miền Nam đang mùa khô, khu nghĩa địa thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cỏ cây tùm, mồ mả không người chăm sóc, bỗng dưng bốc cháy ngút trời. Người dân và lực lượng chức năng lao vào chữa cháy vì sợ lửa lan sang khu vực rừng tràm và nhà cửa gần đó. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Trong lúc kiểm tra vụ hỏa hoạn, một người dân tá hỏa khi phát hiện thi hài người cháy đen nằm dưới huyệt mộ mới bốc. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm xác định giới tính của thi hài xấu số này là nữ, có 15 vết thương và đang trong quá trình phân hủy. Trên lưng thi hài nạn nhân có hình xăm con bướm, tai bấm 3 lỗ. Trên người nạn nhân không có tài sản, giấy tờ tùy thân nào. Bước đầu cảnh sát xác định đây là vụ án lấy mạng người, cướp tài sản dã man. Một ngày sau đó, bà Lưu Thị Thúy, chủ quán cà phê Thanh Tuyền, khu phố 8, đến công an báo tin nữ nhân viên của mình mất tích gần một tuần qua. Đặc điểm nhận dạng của nữ nhân viên đúng với thây người được phát hiện ở nghĩa địa vào hôm hỏa hoạn. Cơ quan điều tra cho giám định dấu vân tay xác định nạn nhân chính là chị Nhớ, nhân viên quán cà phê Thanh Tuyền. Gia đình chị Nhớ cũng đến nhận dạng, xác nhận đúng là người nhà mình. Lúc này một thanh niên lạ, gầy ốm, mặt rỗ, dáng vẻ lo sợ, xuất hiện ở bến xe tỉnh Kiên Giang. Khi nghe ngóng được người dân bàn tán về vụ án mạng chấn động ở Bình Dương, người thanh niên lạ vội vã bắt chuyện với phụ xe và cho biết mình chính là thủ phạm của vụ án nói trên, yêu cầu gọi công an đến bắt. Nhưng người phụ xe tưởng thanh niên này loạn trí, tâm thần nên bỏ đi, không nghe tiếp câu chuyện. Người thanh niên lạ sau đó tiếp tục đi đến phòng bảo vệ, nói y hệt lại những điều nêu trên. Nhiều người nghĩ thanh niên lạ này bị điên, bị tâm thần, không ai thèm chấp. Cuối cùng người thanh niên này đành bỏ đi. Trở lại hiện trường vụ án, theo lời khai của bà chủ quán cà phê Thanh Tuyền, vào chiều ngày 28 tháng 12, chị Nhớ được bạn trai tên Hiếu đón đi chơi. Đó là lần cuối cùng bà Thúy thấy nữ nhân viên. Gia đình chị Nhớ khai rằng, trước khi qua đời, chị có dắt người yêu tên Hiếu về nhà ra mắt. Cả hai dự định tiến đến hôn nhân. Cảnh sát xác định Hiếu chính là Triệu, một đối tượng vừa mới ra tù. Tuy nhiên, Triệu không có mặt ở địa phương nhiều ngày qua. Gia đình, bạn bè không ai biết đi đâu. Các mũi trinh sát đi tìm hiểu mối quan hệ của Triệu tại địa phương, phát hiện nghi can có một đàn em rất thân thiết là Mai, ngụ khu phố 8. Trưa 28 tháng 12, Triệu đến nhà Mai nhậu với một số thanh niên khác. Sau khi phát hiện thi hài, trong đám nhậu trên chỉ có Triệu và Mai là biến mất khỏi địa phương. Ngày 5 tháng 1, trinh sát tiếp nhận phát hiện Mai đang làm bảo vệ cho công ty an ninh Phú Cường tại địa phương. Ngay lập tức trinh sát ập đến bắt giữ Mai, đưa về cơ quan điều tra. Ban đầu Mai phủ nhận hành vi hại người. Điều tra viên lấy cung phủ đầu bằng câu hỏi, mấy hôm nay anh có liên lạc với Triệu không? Lúc này Mai mới tái mặt, xin được hút một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Tiếp đó Mai xin giấy bút để ghi lời khai. Mai nói, mọi chuyện kinh khủng lắm, em không dám nói lại. Mai khai, sau khi nhậu xong trong cơn say lại thèm chất cấm, Triệu bàn bạc, tao có con người yêu có nhiều tiền, tao với mày hù nó lấy tiền mua chất cấm về, rồi mình cùng phê. Khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 12, Mai thủ sẵn hung khí sắc nhọn, núp trong bụi cỏ rậm trong nghĩa địa. Hiếu, tức Triệu, chạy xe đến quán cà phê đón chị Nhớ. Hiếu bảo, anh biết chỗ này hay lắm, anh chở em tới chơi. Nghe lời người yêu, chị Nhớ hào hứng đi ngay. Thấy Triệu chở mình vào nghĩa địa, chị Nhớ hỏi vào thành phố buồn làm gì vậy anh? Triệu trả lời, vào đó rồi biết, nói trước mất linh. Vừa đi được vài chục mét, Mai từ trong bụi rậm nhảy ra, dí hung khí vào cổ chị Nhớ và hét lớn. Có bao nhiêu tiền móc hết ra, không tao lấy mạng. Chị Nhớ hoảng sợ đưa 630.000 đồng. Tiếp đó Mai lấy luôn điện thoại và đôi bông tai, Triệu đứng yên làm ra vẻ như gặp cướp thật. Lấy được tiền Mai thả ra, chị Nhớ hét lớn, cướp cướp, bớ người ta có cướp. Sợ bị lộ,
Triệu ghì chặt lấy chị Nhớ và ra lệnh cho đàn em xử đi. Sau đó cả hai khiêng chị Nhớ vứt xuống huyệt mộ vừa mới bốc, lấy cỏ phủ lên. Gây án xong, cả hai đi được một đoạn, Triệu quay lại hỏi: lúc quăng nó xuống hố, mày có kiểm tra xem có tài sản gì hay không? Mai cho biết do sợ quá nên quên. Triệu liền quay lại hiện trường và yêu cầu Mai xuống kiểm tra. Mai lục soát không thấy tài sản gì, nhưng lại nghe nạn nhân khẽ rên và còn thở nên nói: anh ơi, hình như nó còn sống. Triệu ra lệnh làm thêm vài nhát cho tắt thở hẳn. Mai không dám, lóp ngóp trèo lên. Tức thì Triệu nhảy xuống hố, xiên người yêu thêm vài nhát rồi cả hai mới chịu bỏ đi. Về nhà, Mai tỏ ra lo sợ, đứng ngồi không yên, còn Triệu khá bình tĩnh. Được 2 ngày, Triệu gặp Mai nói chuyện: tao sẽ đi xa một thời gian, còn mày cũng tìm cách lặn đi cho rồi. Người ta phát hiện là xong hết cả đám. Ngay sau đó, Triệu lên Sài Gòn bắt xe đi Kiên Giang tìm nơi ẩn nấp rồi phát điên. Mai đi làm bảo vệ, không dám về nhà. Cả hai yên chí rằng khu vực vứt thây nạn nhân lâu nay bị bỏ hoang, ít người lui tới, rất khó phát hiện. Cho đến khi có một cơn hỏa hoạn vô tình ập đến, làm lộ ra thi hài của cô gái xấu số, chọn nhầm người để yêu thương. Trong phòng xử án, hai bị cáo vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, thái độ lầm lì. Có khi cả hai giữ im lặng đáng sợ trước nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử. Đây là lần thứ 3 bị cáo Triệu và Mai phải ra tòa. Theo đó, Triệu bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án tử hình, Mai bị tuyên án chung thân. Không đồng tình với mức án này, bị cáo Triệu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện bị hại cũng kháng cáo theo hướng tuyên án tử hình với Triệu và Mai. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, Triệu và Mai được áp giải đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để xét xử. Trước hàng loạt câu hỏi của hội đồng xét xử, hai bị cáo giữ quyền im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sau khi cân nhắc đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại tòa, cũng như ý kiến của hai luật sư bào chữa cho các bị cáo, hội đồng xét xử quyết định tuyên hoãn phiên tòa để giám định tâm thần với bị cáo Triệu, cũng như để các luật sư bào chữa có thời gian để tiếp cận nghiên cứu hồ sơ vụ án. Cho đến phiên tòa lần thứ 3 này, Triệu và Mai không thể im lặng như phiên tòa phúc thẩm lần đầu tiên nữa. Bị cáo Triệu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Triệu khai rằng sau khi hại người yêu, Triệu vẫn bình tĩnh và sinh hoạt bình thường. Tài sản cướp được, cả hai bán chia nhau mua chất cấm tiêu xài. 2 ngày sau khi gây án, Triệu đón xe về tỉnh Kiên Giang lẩn trốn, rồi kể cho nhiều người nghe việc mình là hung thủ, nhưng không ai tin. Đồng phạm của Triệu là bị cáo Mai thừa nhận đã cùng Triệu gây ra vụ trọng án. Mai nói: những ngày sau khi gây án thật sự kinh khủng. Mai đi làm và không dám về nhà, thường xuyên bị ám ảnh bởi hành vi mình đã gây ra. Về phần Triệu và Mai, cả hai như lường trước được kết cục của mình nên không tỏ ra quá sợ hãi. Hai bị cáo thừa nhận và tỏ ra hối hận vì những chuyện đã làm. Đến ngày bị bắt và trước tòa, cả hai mới hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lời cầu xin được giảm án của bị cáo Triệu, hy vọng có cơ hội được sống của Triệu đã không được hội đồng xét xử chấp nhận. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu y án tử hình. Đối với đồng phạm của Triệu là bị cáo Mai, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án chung thân. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.